Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh, xăng và điện. Bên mình chuyên cả hai loại điện và xăng các bạn nhé. Điện thì rất là nhiều loại, xăng cũng rất là nhiều loại 3 và 4 bánh. Thì các bạn xem những cái bộ phụ tùng khác ấy, ở trong kênh của mình ấy, thì bằng cách là các bạn bấm vào cái tên kênh, sau đó là chọn cái mục danh sách phát ấy, và các bạn xem cái mục theo yêu cầu, ví dụ như mục bánh xe, mục xe 4 bánh điện, mục xe 4 bánh xăng, thì nó sẽ ra và dễ tìm. Ở trong đó nó có tất cả những cái combo để cho các bạn tham khảo và các bạn dễ tìm hơn, bởi vì nó khoảng 400-500 video thì việc tìm cái video cần ấy, nó rất là khó. Thì duy nhất thì cái cách làm là tìm theo danh sách phát. Trong cái video hôm nay thì xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ xe 3 bánh điện, tải trọng khoảng 5-700 kg, chuyên cho các bạn làm trong nhà xưởng, trong khu đô thị, những cái dòng xe nhỏ và cỡ trung. Còn với cái bộ này các bạn muốn nâng cấp lên nữa ấy, thì có thể dùng bộ trục cầu to hơn. Đấy, bộ này thì chuyên dụng, dành cho cỡ trung và cỡ nhỏ 5-700 kg. Với cái bộ đầu này thì các bạn có thể lựa chọn cho mình nhiều loại cầu khác nhau được. Vâng. Đây, trong bộ này thì chọn bộ là bao gồm này, cầu trục sau. Cầu trục sau thì các bạn có thể tùy chọn loại dài ngắn khác nhau nhé. Ở đây bên em có rất là nhiều loại trục ngắn, trục dài, giá thành là như nhau. Đấy. Cầu thì có tầng số nhanh và số chậm. Cái này là bộ dây cần của nó đây. Đây là bộ dây cần này, để sang số này. Cái này chở hàng thì các bạn chở 5-700 kg này các bạn phải về số rồi nhé. Còn khoảng 300 kg đổ lại là không phải về số. Tốc độ thì đối với lại số nhanh ấy, là nó khoảng 35-33 km/h. Còn số chậm ấy, thì nó khoảng 15-18 km/h. Đấy. Còn bộ nhíp thì nhíp 5 lá dài 70. Cái nhíp này thì có thể nặng hơn thì lên dùng nhíp 6 lá. Còn khoảng dưới 500 kg thì dùng nhíp 5 lá. Đấy. Phụ kiện thì em không bày ra đây bởi vì là nó nhiều phụ kiện thì nhìn nó sẽ khó hình dung. Nhưng mà tất cả những cái phụ kiện nhíp các bạn cứ xem ở những cái video khác, nó có như nào bên mình sẽ cung cấp đầy đủ hết, cam kết là đầy đủ hết. Mẫu bánh xe này là 400-12, đường kính là 50, tải trọng là 355 kg trên một bánh, nó khoảng hơn 700 kg đấy một cặp. Cái bộ giảm sóc này thì có chiều cao là 48 cm, còn chiều cao lên đến trên này thì nó khoảng 70. Nói chung là nó thấp thấp một chút thì các bạn làm xe nó dễ hơn. Đấy, xe nhà xưởng thì nó dễ. Đấy, cũng có mặt đồng hồ này, mặt đồng hồ báo số. Tất cả những cái bộ trong video này đều là không chổi than các bạn nhé. Tất cả trong cái video này đều là không chổi than. Bộ đầu này thì vẫn có ống bi và vòng bi đầy đủ. Đây là mặt đồng hồ này, ổ khóa này, phanh này, chân phanh này, mây ơ trước này. Đấy, tay ga thì có tiến lùi này. Điều khiển không chổi than 1200W này, động cơ là 1200 các bạn nhé. Các bạn lấy 48 hoặc 60 đều được. Đối với dòng xe chở nhiều thì các bạn nên sử dụng 60 thì hay hơn. Đấy thì tổng thể một bộ nó là như vậy. Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua hai số điện thoại đang lưu trên màn hình ấy, 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.